Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tin Nóng 24 giờ được phát sóng trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ hàng ngày. Bích Thủy và anh Phương rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý vị trong số phát sóng ngày hôm nay, Tin Nóng 24 giờ thứ ba ngày 30 tháng 5 2023 gồm có các nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh truy sát nhóm thanh niên dùng súng trong đêm. Thành phố Biên Hòa, công an đồng loạt khám xét nhiều phòng khám. Lễ hội vía bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023 không thu phí khách tham quan. Hàng loạt ô tô vượt đèn đỏ trên quốc lộ 51. Thưa quý vị, sáng nay Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang truy xét vụ một nhóm người nghi sử dụng súng bắn loạn xạ trên đường Trần Văn Dầu, ấp 5 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai người đàn ông cầm vật giống súng bắn nhiều phát vào bên trong hẻm rồi bỏ đi. Tại thời điểm này, hơn chục thanh niên chở nhau trên xe máy cầm hung khí chạy vào khu vực trên. Tiếp đó, nhiều tiếng nổ lớn giống tiếng súng vang lên. Lực lượng công an đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường. Tin nóng tại Đồng Nai, vào từ sáng nay, Công an thành phố Biên Hòa đã bất ngờ đồng loạt khám xét niêm phong nhiều tài liệu tại nhiều phòng khám trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đại diện Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng sẽ khám xét tất cả 10 địa điểm phòng khám trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ sáng đến trưa nay, lực lượng chức năng gồm cơ động công an phường, bảo vệ dân phố đồng loạt kiểm tra các phòng khám. Công an đã kiểm tra sổ sách, máy vi tính và niêm phong nhiều tài liệu và các thùng các tông. Một nguồn tin cho hay đây là chuyên án của Công an thành phố Biên Hòa vì khám xét và niêm phong di chuyển các tài liệu kéo dài đến hết trưa nay. Nội dung khám xét sẽ được công an cung cấp sau. Phía các phòng khám tạm ngưng tiếp nhận người dân tới khám bệnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Bước đầu, cơ quan chức năng điều tra xác định dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 hecta, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020, gồm 680 căn nhà, trong đó 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, công ty này đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh. Kết luận thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng chỉ rõ trách nhiệm của 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm tại dự án và kiến nghị hình thức xử lý. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 110 về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Sai phạm tại dự án này đã được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan điều tra xác minh nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trong vườn cao su. Theo đó, trưa qua, người dân sống ở làng 2, ấp Đồng Tâm, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở vườn cao su của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Nạn nhân mặc áo quần màu đen, treo cổ bằng sợi dây dù cột trên cây cao su, chân cách mặt đất khoảng 0,5m, dưới đất có đôi dép tổ ong. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh DXV, 33 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ. Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Văn Trí, 29 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trước đó, Trí điều khiển xe ô tô lưu thông trên tuyến quốc lộ 51 theo hướng từ Vũng Tàu về thành phố Biên Hòa, không mở đèn chiếu sáng về đêm và vượt đèn đỏ thì bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Trí đã bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện Trí tàng trữ một gói ma túy đá.
quý vị, đồn biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tiếp nhận và bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, nhận được tin báo của ông Huỳnh Văn Minh sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại Cà Mau, về việc tàu cá mang số hiệu CN99556TS đang đánh bắt hải sản đã bị phá nước và có nguy cơ chìm. Nhận tin báo, đồn biên phòng Trung Bình đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến 2 giờ 20 phút sáng ngày 28 tháng 5, tàu cá CN91051TS do anh Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1986 cùng ở Cà Mau, phát hiện 5 ngư dân đang trôi dạt trên biển và đã tiếp cận, hỗ trợ đưa lên tàu và đưa về cho đồn biên phòng Trung Bình. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã cử lực lượng quân y thăm khám chăm sóc các ngư dân. Chuyển sang các tin tức văn hóa du lịch. Thưa quý vị, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2023 được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch tới, sẽ miễn vé và không tổ chức thu phí khách hành hương tham quan du lịch trong suốt thời gian diễn ra. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thông báo kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 6 đến 24 giờ ngày 14 tháng 6, nhằm ngày 21 đến 27 tháng 4 âm lịch, sẽ không tổ chức thu phí khách du lịch đến tham quan, tham gia lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản thông báo lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lựa chọn ưu tiên của Việt Nam năm 2024 trong đề cử UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đây là lễ hội truyền thống của vùng đất An Giang, thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của cư dân nơi đây. Hàng năm, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đón khoảng 5 triệu lượt khách hành hương tham quan du lịch. Chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ chính thức khai mạc. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại tiệc ánh sáng và âm nhạc bên bờ sông Hàn đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Đến thời điểm này, công tác lắp đặt sân khấu và khán đài của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng TIFF 2023 đã hoàn thiện 98%. Diện tích sân khấu năm nay rộng hơn 1.000 m2 bên bờ đông sông Hàn. Khán đài có tổng diện tích khoảng 9.500 m2, có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi. Còn tại khu vực bãi bắn phía bờ tây sông Hàn, đơn vị tư vấn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cũng đang gấp rút triển khai mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho màn tranh tài đầu tiên giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đội đương kim vô địch Deep Phần Lan trong đêm khai mạc 2 tháng 6 với chủ đề Tình yêu không khoảng cách. Chương trình nghệ thuật khai mạc Deep 2023 dự kiến quy tụ hơn 180 nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia trên thế giới và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Thưa quý vị, bệnh tật luôn là nỗi lo sợ và không mong muốn của bất kỳ ai, đặc biệt là những người lao động nghèo. Bởi khi bệnh tật ập đến, cuộc sống lại chồng chất thêm khó khăn. Bệnh viện K Tân Triều là nơi tập trung nhiều số phận éo le, ngày đêm vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác. Ngoài lo toan cho chi phí điều trị, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân còn phải trăn trở với những bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng thật may mắn, ngay gần bệnh viện K Tân Triều có một quán cơm với giá 2.000 đồng mang tên Nụ Cười Simbi, mở ra với lòng nhân ái và đã mang lại những nụ cười cho nhiều bệnh nhân trong khoảng thời gian khó khăn này. Cứ 14 giờ chiều mỗi ngày, quán cơm Nụ Cười Simbi lại tất bật chuẩn bị dọn dẹp để sẵn sàng đón những vị khách đặc biệt. Mặc dù giá trị của bữa cơm không nhiều, nhưng những suất cơm nóng sốt luôn được chú trọng về an toàn và dinh dưỡng. 2.000 đồng đối với nhiều người có thể sẽ không mua được gì, nhưng khi đến quán cơm này có thể mua được nụ cười và sự hạnh phúc. Thực ra 2.000 nói chẳng là cái gì, không mua được cái gì, nhưng đây là cái lòng cao cả của mọi người tốt đối với những người bệnh tật như chúng tôi mà. Thực ra con số 2.000 thì chỉ là con số tượng trưng thôi. Và chúng tôi thì trước đó có trò chuyện với rất là nhiều người là nếu mà cô được trả 2.000 hay là miễn phí thì cô thích hơn. Thì nói chung có rất là nhiều câu trả lời đại ý đều là cô thích được trả tiền hơn. Bởi vì như thế thì nó cảm giác là nó không bị mắc nợ, không phải đi xin, không phải cho không ai. Đúng như tên gọi, quán cơm Nụ Cười không chỉ làm ấm lòng những thực khách đặc biệt mà còn giúp họ có thêm niềm vui, động lực để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Đến đây, họ còn có thể cùng trò chuyện, chia sẻ, động viên nhau. Mỗi khi bệnh nhân nào có những tiến triển lớn trong điều trị, là tất cả cùng chung niềm vui lây bởi những bữa cơm ở quán Nụ Cười đã gắn kết họ như một gia đình. Mỗi ngày có khoảng 500 suất cơm được phục vụ đến bà con tại quán,
Ngoài ra các suất cơm, cháo còn được các tình nguyện viên đóng gói chuyển đến khoa nhi của Bệnh viện Ca Tân Triều. Sáng nay, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang xem xét sự việc chiếc xe tải gắn logo Trung Thảo di chuyển trên quốc lộ 4D có hành vi lấn làn, suýt đấu đầu xe khách 29 chỗ. Quan điểm của Công an tỉnh Lào Cai là xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm, đặc biệt là những trường hợp vi phạm giao thông có thể xảy ra đấu đầu giữa xe tải và các xe chở khách gây tai nạn thảm khốc. Trước đó, video clip được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Tài xế lái chiếc xe khách 29 chỗ cho biết tình huống xe tải lấn làn khiến toàn bộ hành khách là người nước ngoài trên xe hoảng hốt kêu la ầm ĩ. May mắn là tai nạn đã không xảy ra. Trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần đây xuất hiện tình trạng hàng loạt ô tô con và cả xe container cùng vượt đèn đỏ khiến người đi đường cảm thấy bất an. Hành động này không chỉ cắt mặt tất cả các phương tiện đi thẳng mà còn khiến nhiều xe máy hoảng sợ do phần đuôi xe dài ép họ phải dừng tránh. Theo Nghị định 100 và Nghị định 123 của Chính phủ, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Thêm một hành vi vi phạm khác của xe tải khiến một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra. Dù cách hai ô tô phía trước ở một khoảng cách khá xa và đường khá trống trải, nhưng chiếc ô tô tải màu trắng vẫn lao phun phút rồi tông thẳng vào đuôi ô tô con khiến ba xe bị nạn. Rõ ràng trong tình huống này, tài xế xe tải đã vừa chạy nhanh vừa không chú ý quan sát. Theo quy định, nếu vận tốc là 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m. Những thông tin hình ảnh trên cũng đã khép lại chương trình tin nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin nóng 24 giờ vào ngày mai 19:45 trên kênh Đồng Nai 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v., quý vị và các bạn có thể gửi mail về chương trình theo địa chỉ tin nóng đồng nai@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.